ngôi nhà ngoài thô mộc trong hiện đại. Mặt tiền ngôi nhà được ốp đá dối, bao phủ bởi dàn hoa giấy để tạo vẻ thô mộc, trái ngược với không gian hiện đại bên trong. Ngôi nhà ven hồ có diện tích 120m², tọa lạc tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nữ gia chủ độc thân có mong muốn sở hữu một không gian sống yên tĩnh, tách biệt với thành phố nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi hiện đại và có phần phóng khoáng. Dựa trên kết cấu bên ngoài sẵn có, nhóm kiến trúc sư đã đưa ra giải pháp mở rộng các không gian để đón nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, loại bỏ những góc tối tăm và chi tiết chắp vá. Tầng 1 luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ những ô cửa kính cong diện tích lớn, hướng tầm nhìn ra hồ nước và sân vườn. Tầng 1 gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ăn. Phòng khách có điểm nhấn là bộ sofa hiện đại, kệ tivi có thiết kế đơn giản để không gian giảm tầm nhìn hướng ra hồ nước. Phía sau cánh cửa bên hông phòng khách là một góc thư giãn bên hồ, tiện cho gia chủ tiếp đón khách hay ngồi nghỉ ngơi khi rảnh rỗi. Phòng bếp, phòng ăn liên thông với khu tiếp khách nhằm giúp gia tăng sự kết nối, tương tác. Tủ lạnh và các vật dụng nấu nướng được khéo léo che đi bởi hệ tủ. Kiến trúc sư cho biết, phần nội thất của căn nhà không cố định một màu sắc hay chất liệu chủ đạo nào, bởi chính sự đa dạng, bất quy tắc này sẽ giúp gia chủ thoải mái, thả lỏng bản thân khi sử dụng và sinh hoạt. Khu tầng 2 được phân chia ra các góc công năng khác nhau, bao gồm phòng ngủ, khu vực thư giãn và phòng vệ sinh. Phòng ngủ chính có hai ban công ngăn cách với không gian bên ngoài bằng cửa kính và rèm. Giường tại phòng ngủ chính hướng ra cảnh quan mặt hồ, góc ban công được bố trí mái hiên che mưa nắng, trồng cây dây leo bao phủ khắp phần lan can để tăng mảng xanh. Phòng vệ sinh có nền giải sỏi, bố trí bồn tắm nằm để tăng tính thư giãn như không gian nghỉ dưỡng. Công trình có thiết kế, thi công khoảng 6 tháng, chi phí 2,8 tỷ đồng.